Ổ điện sạc điện thoại Vigear, tất cả những gì bạn cần từ một chiếc ổ điện. Bởi thiết kế dạng vuông thông minh và tinh tế, tiết kiệm không gian, dây nối dày dặn, chiều dài 2,5m tiện dụng. Đặc biệt có tính năng sạc điện thoại Vigear VG02 và VG03, sạc nhanh cho iPhone chuẩn PD 20W, có thể sạc 3 thiết bị cùng lúc. Ưu đãi tặng cáp sạc đặt chuẩn MFI hoặc cáp sạc Samsung bọc máy cho người xem hiểu rõ trong 5 phút ngay dưới phần bình luận. Xin chào và chào mừng các bạn đến với video cập nhật chiến sự Ukraine trực tiếp trên bản đồ sáng Chủ nhật ngày 14 tháng 4. Trong video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận về những diễn biến mới nhất vừa xảy ra trong ngày hôm qua tại Ukraine. Các bạn biết đây, hiện tại có thể nói là chúng ta đang trong giai đoạn của một cuộc đàm phán giữa Ukraine, Nga và các nước phương Tây. Họ đang thảo luận để đưa ra kết luận xem liệu cuộc xung đột này có thể kết thúc theo xu hướng nào. Về phía Ukraine, Tổng thống Zelensky nói quân đội Ukraine sẽ tổ chức một chiến dịch phản công nữa vào năm 2025. Còn Nga thì nói chắc chắn Ukraine sẽ thất bại. Trong cuộc phản công đầu tiên vào năm ngoái thì người Ukraine đã tổn thất hơn 166.000 quân binh. Lần tiếp theo chắc chắn sẽ còn cao hơn. Và không chỉ vậy, họ còn sẽ đánh mất thêm rất nhiều vùng lãnh thổ nữa. Đây có thể cũng chính là lý do vì sao Tổng thống Belarus Lukashenko gần đây lại có một chuyến thăm đến Moscow. Hẳn là Tổng thống Putin có một vài lời nhắn gì đó muốn thông qua ông để truyền đạt tới Ukraine cũng như là các quốc gia phương Tây. Đến hôm nay thì chúng ta nhận được các thông tin chi tiết về cuộc thảo luận giữa hai vị lãnh đạo. Trong đó có một tin tức quan trọng cho biết, Tổng thống Lukashenko đã nhấn mạnh rằng nhiệm kỳ của Tổng thống Zelensky chỉ kéo dài đến cuối tháng 5, có thể dẫn đến một tình huống không lường trước trong trường hợp Ukraine muốn đi đến ký kết một hiệp định hòa bình. Như mình vừa nói, đây là một thông tin rất quan trọng. Người Ukraine chỉ còn thời gian từ giờ cho đến ngày 20 hoặc 21 tháng 5. Sau đó, nếu như giả sử họ đầu hàng hay muốn bước vào bàn đàm phán với Liên bang Nga thì họ sẽ cần tốn thêm 6 tháng để tổ chức một đợt bầu cử tổng thống mới. Và ai cũng biết lãnh thổ của người Ukraine sẽ thay đổi như thế nào trong 6 tháng này. Mọi thứ đều có thể xảy ra, ví dụ như là việc Ukraine sụp đổ hay cái tên Ukraine biến mất hoàn toàn khỏi hành tinh này chẳng hạn. Đó là lý do vì sao Tổng thống Putin mới muốn thông qua Tổng thống Lukashenko để đưa ra bức tối hậu thư cho Ukraine. Nếu như từ giờ cho đến ngày 21 tháng 5 mà Ukraine vẫn không đồng ý bước vào bàn đàm phán, thì khả năng cao sau đó chúng ta sẽ được chứng kiến chiến dịch tấn công khủng khiếp nhất của quân đội Nga với mục tiêu là khôi phục trật tự hiến pháp ở Ukraine. Trong thời gian tới, có lẽ chúng ta sẽ nhận được rất nhiều tin tức xoay quanh Tổng thống Zelensky. Có thể là các chính trị gia phương Tây sẽ bắt đầu cầu xin ông bước vào bàn đàm phán. Nhưng mình nghĩ vị Tổng thống Ukraine sẽ từ chối tất cả để tiếp tục cuộc chiến này. Vì vấn đề không chỉ liên quan đến Ukraine nói chung mà còn liên quan đến cuộc sống đời tư của ông. Nhiều người dân chắc chắn đang rất căm phẫn ông vì đã để cho đất nước rơi vào hoàn cảnh này. Trước khi đến với các tin tức trên chiến trường thì mình muốn thảo luận cùng với bạn về video này. Một video ở ngay sát biên giới với Romania. Đây có thể là video thú vị nhất trong 24 giờ qua. Và đây cũng là trường hợp đầu tiên chúng ta được chứng kiến một người dân Ukraine thành công vượt qua biên giới đến với một nước khác. Về cơ bản thì người này đã tự cứu lấy chính bản thân mình. Chúng ta có thể quan sát được là dòng sông không quá sâu. Tuy nhiên nước vẫn chảy tương đối xiết. Đến giữa dòng sông, cũng là nơi dòng sông chảy mạnh nhất, thì người này đã bị cuốn theo. Mình cứ nghĩ là họ sẽ bỏ mạng ở dòng sông này. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp cận được bờ bên kia và chính thức có mặt ở Romania. Nhắc lại một lần nữa, đây là video đầu tiên cho chúng ta thấy một trường hợp người dân Ukraine vượt biên thành công. Khả năng cao là thời gian tới sẽ có hàng trăm, hàng nghìn người nữa cũng đến đây để tìm kiếm cho mình một chút hy vọng. Do đó, mình nghĩ đây chưa phải là video cuối cùng mà chúng ta được xem. Giờ thì chúng ta sẽ cùng thảo luận về các diễn biến mới trên chiến trường. Bắt đầu ở Odessa, quân đội Nga trong thời gian gần đây đã gia tăng hỏa lực lên thành phố. Chúng ta có một bức hình cho thấy một đoàn tàu ở trên một cây cầu. Cả hai đều đã bị phá hủy hoàn toàn. Có thể là đường tàu này chở theo đạn dược hay gì đó. Dù sao thì quân đội Ukraine cũng đã đánh mất một tuyến đường hậu cần nữa. Họ sẽ cần phải làm rất nhiều thứ nếu muốn khôi phục lại tuyến đường sắt này. Tuy nhiên, đối với tần suất hỏa lực của quân đội Nga hiện tại nhắm vào đây thì mình nghĩ rằng điều này là không cần thiết. Họ có khôi phục được gì thì cũng sẽ lại bị phá hủy ngay sau đó mà thôi. Di chuyển đến mặt trận Zaporozhia là một phần của tiền tuyến Kherson theo như Bộ Quốc phòng Nga. Chúng ta có một video ở trực tiếp bên trong thành phố Zaporozhia. Đây có thể là một trung tâm quân sự của Ukraine với rất nhiều nhà máy. Quân đội Nga trong hôm qua đã dội hỏa lực vào đây một vài lần với bom E-3B hoặc tên lửa, mình cũng không rõ.
Dù sao thì xem trong video, chúng ta có thể thấy là hầu hết các cơ sở hạ tầng ở đây vẫn còn nguyên vẹn. Do đó chắc chắn là hoạt động sản xuất của người Ukraine ở đây vẫn có thể được triển khai. Nếu như muốn phá hủy toàn bộ mọi thứ thì chắc chắn người Nga sẽ còn phải công kích hỏa lực vào đây một khoảng thời gian dài nữa. Những video tiếp theo đến từ khu vực phía tây Orykhiv, cụ thể là lân cận Sherbaki. Đây đều là các đợt pháo kích hoặc là máy bay không người lái của quân đội Nga. Vậy có thể là họ đang chuẩn bị cho một đợt tấn công ở đây. Người Nga thường hay bắt đầu với những thứ như thế này, chỉ là một vài đợt dội hỏa lực nhỏ lẻ. Nhưng sau đó thì họ bất ngờ phát động đợt tấn công trực diện và thành công chiếm thêm một vài vùng lãnh thổ mới. Vì thế hãy cùng chờ đợi xem trong những ngày tiếp theo thì chúng ta có nhận được thêm tin tức gì ở khu vực này hay không. Đối với Robotyne, các cuộc giao tranh hiện vẫn đang diễn ra bên trong khu định cư, nhưng tình hình trên mặt đất thì giờ vẫn chưa có gì thay đổi. Sự chú ý của quân đội Nga có vẻ đã được dồn lên khu vực cánh đồng phía tây bắc Vebove. Họ đã tiếp cận được phòng tuyến tiếp theo của quân đội Ukraine ở đây và hiện giờ đang dội hỏa lực vào phạm vi bằng bom chùm RBK-500. Khả năng cao là sau khi công tác chuẩn bị với RBK-500 và hệ thống nhiệt áp hạng nặng TOS hoàn tất, thì người Nga sẽ kích hoạt một đợt đẩy trực diện với mục tiêu là bao vây Robotyne cũng như là chiếm đóng toàn bộ khu vực cánh đồng và công sự nằm ở bên dưới. Di chuyển đến vùng chiến sự Vremensky, sau khi đã có được những bước tiến khá đáng kể ở Nam Urochene, thì có vẻ người Nga vẫn chưa muốn dừng lại. Thông tin đầu tiên chúng ta nhận được cho biết họ đã thành công vượt qua con sông Mokryzaly ở đây, tiếp tục dẫn sâu hơn. Ngay sau đó thì chúng ta nhận được một video với nội dung là các đợt dội hỏa lực bằng hệ thống nhiệt áp hạng nặng TOS nhắm chính xác vào hàng cây này. Đây khả năng cao là công tác chuẩn bị của người Nga cho một đợt đẩy trực diện. Việc tấn công ở khu vực này là hoàn toàn hợp lý và sẽ có rất nhiều khu vực nông trại cùng với các rào chắn thuận tiện cho việc ẩn nấp và tích trữ vũ khí nếu như quân đội Nga chiếm được chúng. Trong trường hợp họ tiếp cận được đến đường kè mình đang vạch ra, thì có thể chính thức bắt đầu cuộc chiến cho Urochene cũng như là Staromayorske. Nhắc đến khu định cư này, hiện tại nó cũng đang phải hứng chịu liên tục các đợt dội hỏa lực của quân đội Nga với bom FAB. Các đợt pháo kích thì đến giờ vẫn đang được người Nga thực hiện. Tổng kết lại, quân đội Nga đang có những sự chuẩn bị nhất định ở đây. Dù rằng tại mặt trận này, hiện tại cả hai phe đang có khoảng vài nghìn quân binh, nhưng kể cả có như vậy thì quân đội Nga vẫn đang là phe thiết lập được ưu thế. Hơn nữa, chúng ta gần như không thấy bất kỳ sự chống trả nào đến từ quân đội Ukraine. Do đó, người Nga đang thắc mắc, tội gì mà không tấn công nếu như kẻ địch không phản kháng? Không có quá nhiều tin tức mới ở khu vực Novomykhailivka và Vodiane. Video đầu tiên ở đây cho chúng ta thấy một nhóm quân Ukraine đang rút lui thì bị quân đội Nga phát hiện và sau đó dội hỏa lực vào bằng tên lửa phóng loạt. Khả năng cao trong thời gian tới, tận dụng cơ hội này thì quân đội Nga sẽ cố gắng đẩy sâu hơn nữa đến đây để chiếm thêm một vài hàng cây. Không phải là một bước tiến lớn, nhưng chắc chắn có còn hơn không. Đối với Novomykhailivka thì vẫn chỉ là các đợt tấn công bằng máy bay không người lái. Quân đội Nga trong hôm nay vẫn không thực hiện đợt đẩy cuối cùng của họ nhằm giành lấy toàn bộ khu định cư. Có thể tình hình hiện tại đang khớp hoàn toàn với yêu cầu của họ, cho nên họ không muốn làm như vậy. Họ hiểu rằng trận chiến vốn dĩ đã ngã ngũ, nên họ chỉ để lại phần phía tây cho quân đội Ukraine nhằm ép cho quân chi viện liên tục phải được đưa tới. Và ngay khi được đưa tới thì những nhóm quân này sẽ bị tiêu diệt. Nói chung là giống như một chiếc máy nghiền thịt. Người Nga đang tận dụng chiếc máy nghiền thịt này để có thể tiêu hao lực lượng quân đội Ukraine. Và hãy cùng chờ xem trong tuần sau thì thế trận ở đây có gì thay đổi hay không. Di chuyển đến Krasnohorivka, sau khi đã tiến sâu hơn được ở khu vực phía nam và đông nam khu định cư, thì có vẻ như hiện tại quân đội Nga đang muốn nối liền vùng kiểm soát ở cả hai bằng cách chiếm nốt phạm vi đường sắt này. Trong lúc đó thì họ vẫn đang liên tục dội hỏa lực vào khu vực trung tâm, đồng thời sử dụng máy bay không người lái để săn lùng và tiêu diệt các vị trí của quân đội Ukraine. Trong khoảng thời gian trước thì hoạt động dọn dẹp bằng máy bay không người lái của quân Nga được thực hiện ở khu vực phía nam. Với việc nó đang được chuyển dịch dần về trung tâm thì cũng đã ngầm xác định là quân đội Nga thực sự đã tiến sâu hơn. Bom FAB 1500 vẫn đang được sử dụng và chúng ta có video cho thấy vụ nổ của nó. Bên cạnh đó thì cũng gần như không có bất kỳ sự chống trả nào từ phía quân đội Ukraine. Khả năng cao là trong những ngày tiếp theo thì người Nga sẽ cố gắng đẩy sâu hơn nữa. Cùng chờ xem quân đội Ukraine sẽ xử lý như thế nào trong trường hợp này khi họ đã không còn viện trợ từ phương Tây. Di chuyển đến tiền tuyến Avdiivka, chúng ta có tin tức cho biết các đơn vị Ukraine ở đây đang dần dần đầu hàng, điển hình như các đơn vị trực thuộc lữ đoàn không vận số 25. Mọi thứ đang lặp lại một lần nữa.
Lần gần nhất mà nhiều quân binh Ukraine đầu hàng như lúc này là khi Avdiivka sụp đổ. Và giờ chúng ta đang được chứng kiến điều này xảy ra thêm một lần nữa, khi phòng tuyến tiếp theo của người Ukraine cũng đã sắp sửa bị đánh sập. Có tin tưng cho biết, quân đội Nga tiến vào Umansk từ phía nam, đồng thời cắt đứt tuyến đường nối liền Zadnoprodivka với Netalove. Tuy nhiên, đối với cả hai tin tức này thì đến giờ vẫn chưa có video xác minh nào. Chúng ta có một video khá thú vị ở BDG. Đây là lần thử đầu tiên của quân đội Nga trong việc tấn công vào khu định cư này từ phía bắc. Tuy nhiên, chiếc xe tăng trong video đã bị hỏa lực của quân đội Ukraine phá hủy, còn những quân binh thì kịp thời thoát ra ngoài và bỏ chạy về phía hàng cây. Thể hiện trên hệ thống bản đồ thì chiếc xe tăng đã di chuyển như thế này. Nó vòng qua dòng sông Duna ở đây và có ý định đi sâu hơn nữa xuống phía dưới, tấn công vào khu định cư, nhưng không thành. Dù sao thì mục tiêu của người Nga trong thời gian tới sẽ là chiếm được phần bên phải của đường kẻ mình đang vạch ra. Lúc đó thì chắc chắn BDG sẽ tự động sụp đổ. Một vài video thú vị nữa trước khi chúng ta di chuyển đến khu vực khác. Quân đội Nga đưa lên một video cho thấy sự xuất hiện lần đầu tiên của súng tác chiến điện tử ở chiến trường. Mình nghĩ rằng đây là phiên bản chính thức chứ không còn là thử nghiệm. Cùng xem video, nếu bạn để ý kỹ thì có thể thấy một chấm đen ở giữa màn hình. Đó chính là máy bay không người lái của quân đội Ukraine. Nó có ý định lao vào một quân binh Nga. Tuy nhiên, khẩu súng này đã khóa mục tiêu thành công và chiếc máy bay không người lái kia đã mất tín hiệu. Nó tự động rơi xuống và bị phá hủy. Đây không phải là video đầu tiên, khi cách đây vài hôm chúng ta cũng có một video ở mặt trận này. Có thể đây là một khu vực khác, nhưng vẫn là loại hình súng tác chiến điện tử này. Như các bạn có thể thấy, chiếc máy bay không người lái của quân đội Ukraine bay dọc theo các dãy chiến hào để tìm kiếm quân binh Nga. Khi phát hiện ra thì lính vận hành Ukraine đã cố gắng điều khiển nó lao vào, nhưng khẩu súng này đã bắt được tín hiệu và kiểm soát được chiếc máy bay không người lái. Một điều nữa mình chú ý là có vẻ như khẩu súng tác chiến điện tử này còn cho phép quân đội Nga chiếm luôn quyền kiểm soát của drone. Vì ta có thể thấy, nòng súng chĩa ra đâu thì chiếc máy bay không người lái sẽ bay ra theo đó. Vậy nếu như điều này mà chính xác và quân đội Nga đang gia tăng được dây chuyền sản xuất các loại vũ khí này, từ đó đưa thêm ra hàng loạt tiền tuyến, thì ta có thể nói đây chính là bước ngoặt của chiến dịch quân sự đặc biệt. Vì nếu như không có máy bay không người lái thì quân đội Ukraine không thể được gọi là một đội quân, mà chính xác họ chỉ là một nhóm người bình thường không hơn không kém. Di chuyển đến Novokalinove, nhiều mapper cho biết quân đội Nga hiện đã chiếm được con phố đầu tiên bên trong khu định cư. Ngoài ra còn là rất nhiều phạm vi cánh đồng, hay nói cách khác là một vùng lãnh thổ như thế này. Chưa hết, chuyên gia quân sự Rybak cũng đã đưa ra thông báo và phân tích của ông. Cụ thể, dựa theo bài đăng của ông thì người Nga cũng đã dấn sâu hơn ở khu vực phía nam và đã chiếm được thêm một khu vực như mình vạch ra. Nếu như đúng thì đây thực sự là một bước tiến khá đáng kể cho quân đội Nga. Dù rằng chúng ta chưa có bất kỳ video xác minh nào, nhưng theo mình thì những cập nhật từ các mapper hay từ Rybak đều khá hợp lý và logic. Tại sao lại như vậy? Vì hiện tại quân đội Nga mới đang chỉ tiến công dọc theo các khu vực cánh đồng và hàng cây thông thường mà thôi, trong khi hàng rào phòng thủ chính là quân đội Ukraine, nhưng theo mình tìm hiểu thì lại nằm xa hơn về phía Tây. Còn đối với phía Đông Bắc thì trận địa gần nhất của quân đội Ukraine cũng nằm ở tận đây, nằm ở phía bên tay trái Oleksandropin. Nói tóm lại, quân đội Nga hiện giờ vẫn chưa tiến vào khu vực công sự chính của quân đội Ukraine, cho nên có thể nói rằng chúng ta vẫn chưa bước vào giai đoạn chính của cuộc chiến. Dù sao thì hiện tại, quân đội Nga cũng đã bao vây được Keramik và Novokalinove. Khả năng cao trong thời gian tới, họ sẽ cố gắng chiếm được hai khu định cư này để làm bàn đạp cho việc đẩy sâu hơn về phía Tây, nhắm vào cứ điểm phòng thủ đầu tiên của quân đội Ukraine ở đây. Và nếu chiếm được cả cứ điểm này thì tiếp đó sẽ là Ocheretine, vùng đồi, và cũng là cao điểm chiến thuật cuối cùng của người Ukraine ở mặt trận này. Trong trường hợp cả Ocheretine cũng nằm trong tay người Nga thì mình nghĩ lúc đó họ sẽ lên kế hoạch cho một chiến dịch mới nhắm vào Selidove hoặc Pokrov. Di chuyển đến mặt trận Bakhmut, dù rằng đã tiếp cận được phòng tuyến tiếp theo của quân đội Ukraine, tuy nhiên quân đội Nga đến giờ vẫn chưa có bất kỳ một dấu hiệu nào cho thấy họ sẽ tổ chức các đợt tấn công trực diện. Tất cả những gì mà người Nga đang làm vào lúc này vẫn chỉ là các đợt dội hỏa lực. Cũng dễ hiểu thôi, vì hãy thử nhìn trong video này, đây là khu vực phía đông Chashivya. Bên cạnh các dãy chiến hào chạy dài thì ở ngay sau đó còn là những tòa nhà cao tầng, quá thuận tiện để cho quân đội Ukraine ẩn nấp. Vì thế, đây sẽ là một chiến dịch tự sát của người Nga nếu như họ không chuẩn bị thực sự kỹ càng. Về cơ bản, trong những ngày qua thì tình hình ở khu vực này tiến triển như sau.
Đầu tiên là các đơn vị của quân đội Ukraine trấn thủ ở khu vực phía đông sẽ kiệt sức do phải giao tranh liên tục. Do đó, Sở Chỉ huy Ukraine buộc phải tổ chức một đợt chi viện nhằm đưa những nhóm quân mới đến và đưa những nhóm quân kiệt sức về lại hậu phương. Nhưng do quân đội Nga vốn dĩ đã với được hỏa lực của họ để kiểm soát toàn bộ phần phía bên tay phải con kênh, nên về cơ bản là lực lượng Ukraine ở khu dân cư Kanan đã bị chia cắt bởi đại lục. Tất nhiên là họ vẫn có khả năng nhận được tiếp tế lương thực cũng như đạn dược. Do đó, việc cố gắng trấn thủ khu dân cư này không phải là điều bất khả thi, chỉ là mình không biết họ sẽ trụ vững được trong bao lâu. Có thể là vài ngày, nhưng cũng có thể là vài tuần. Nói chung là sớm hay muộn thì những nhóm quân này cũng sẽ kiệt sức. Lúc đó thì một đợt luân phiên quân bình nữa chắc chắn sẽ phải được triển khai, và đừng quân đội Nga tận dụng thời cơ này để phát động những đợt tấn công trực diện. Dù sao thì hiện tại người Nga vẫn còn rất nhiều thứ cần phải làm, ví dụ như là các đợt dội hỏa lực ở khu vực phía tây bắc Ivanivske bằng hệ thống nhiệt áp hạng nặng TOS, giống như trong video này, để họ chuẩn bị một cung đường tấn công an toàn trong thời gian tới. Video tiếp theo cho thấy một số hệ thống radar cùng với thiết bị liên lạc của quân đội Ukraine ở trung tâm Chashivka bị phá hủy bằng tên lửa chống tăng. Đông Chashivka thì tất nhiên là vẫn đang hứng chịu các đợt dội bom. Chúng ta đừng nên mong chờ rằng chỉ trong ngày 1, ngày 2 mà quân đội Nga sẽ phát động tấn công trực diện trên mặt đất. Họ đang thực hiện mọi thứ một cách chậm rãi, nhưng chắc chắn. Khi thời cơ chín muồi thì chắc chắn họ sẽ làm điều cần phải làm. Đối với Bohdanivka, các kênh tin thân Nga đưa ra thông báo quân đội Nga đã thành công chiếm đóng toàn bộ khu định cư, mà ngay cả các kênh tin Ukraine thì cũng đã xác nhận điều này. Do chúng ta chưa có video xác minh nên mình sẽ chưa thay đổi hệ thống bản đồ. Hãy cùng chờ đợi xem liệu trong ngày mai thì Bộ Quốc phòng Nga có thực sự đưa ra thông báo về việc toàn bộ khu định cư này đã nằm trong tay người Nga hay không. Ngoài ra, chúng ta còn có một video cho thấy có vẻ như đây là ý định phản công của quân đội Ukraine. Tuy nhiên, khi còn chưa kịp làm gì thì chiếc xe tăng của họ đã đi vào mìn và phát nổ. Tổng kết lại, nếu như Bohdanivka thực sự sụp đổ thì việc kiểm soát toàn bộ khu vực phía bên tay phải của con kênh sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều cho người Nga. Di chuyển đến mặt trận Siver, sau một vài ngày tạm dừng hoạt động quân sự ở Rostolivka thì cuối cùng quân đội Nga cũng đã thực hiện lại chúng một lần nữa, với khởi đầu là hàng loạt đợt tấn công bằng máy bay không người lái. Hãy cùng chờ xem trong vài ngày tới thì chúng ta có được chứng kiến những đợt đẩy trực diện đầu tiên của người Nga nhắm vào khu định cư hay không. Đối với Vymka thì ta cũng ghi nhận một vài video, cũng là công tác chuẩn bị, nhưng lần này không còn là máy bay không người lái mà là pháo binh, chứng tỏ rằng hoạt động này đã gần như xong và sớm thôi người Nga sẽ kích hoạt những đợt đẩy của họ một lần nữa. Vấn đề là như thế này, từ Berestove đến vùng rìa chiếm được quân đội Nga hiện tại thì chủ yếu là các cánh đồng cùng với các hàng cây, chứ không thực sự có nhiều các dãy chiến hào hay công sự. Vậy nên những khu vực mà họ chiếm được trước đó mới chỉ là các khu vực đơn giản mà thôi. Còn từ giờ cho đến những khu vực trước mắt thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều, vì các dãy chiến hào ở quân đội Ukraine đã bắt đầu xuất hiện. Hoặc biết đâu đấy, người Nga đã giải quyết xong các dãy chiến hào này rồi, và giờ thì họ chỉ cần phát động giao tranh để chính thức chiếm đóng được cao điểm này mà thôi. Ở Vekhono-Kamianske thì chúng ta không nhận được bất cứ tin tức gì mới. Vì thế, không biết liệu quân đội Nga đã thành công tiến sâu hơn hay chưa. Do đó, tạm thời ta sẽ giữ nguyên hệ thống bản đồ. Video tiếp theo được ghi nhận ở khu vực Tây Bắc Spiene cho thấy những đợt dội hỏa lực của quân đội Nga nhắm vào khu công sự này. Ta sẽ cần lưu ý điều này, vì đây có thể cũng chính là dấu hiệu cho một đợt tấn công mới từ người Nga. Đối với Bilohorivka thì trong hôm nay chúng ta chỉ có một video với nội dung là máy bay không người lái của quân đội Nga tấn công ở khu vực phía nam bãi đổ rác. Nếu lùi thời gian về đầu tháng thì chúng ta có thể thấy tần suất của chúng là nhiều như thế nào. Không có một mét vuông đất nào mà chưa bị quân Nga công kích, chứng tỏ còn rất nhiều thứ cần phải làm. Vậy nên, chỉ khi hoạt động này của người Nga kết thúc thì ta mới có thể nghĩ đến giai đoạn cuối cùng trong cuộc chiến cho Bilohorivka. Tại Nam Kupian thì trong hôm nay chúng ta không có tin tức gì mới, như ta đã cùng thảo luận trong bản cập nhật lần trước. Dù rằng quân đội Ukraine có rất nhiều lợi thế ở khu vực này, nhưng đến giờ thì họ vẫn chưa thực hiện được bất kỳ đợt phản công nào khoét sâu vào vùng chiếm được của quân Nga. Vậy có thể họ không có đủ lực lượng ở đây nên không muốn làm điều gì đó quá manh động chăng? Ngược lại, đối với quân đội Nga, do đã phải chịu tương đối nhiều tổn thất trong giai đoạn trước nên lúc này họ cũng chưa có động thái gì mới. Tình hình ở đây tạm thời ổn định. Một điều mà ta cần phải chú ý là hầu hết các công sự cũng như chiến hào của quân đội Ukraine đều nằm ở phía bên trái dòng sông Zerebet, trong khi quân đội Nga thì không có gì. Vậy nên nếu như quân Ukraine phải rút lui về đằng sau thì họ cũng chẳng mất gì cả. Họ đơn giản là chỉ lui về những cứ điểm an toàn hơn để chuẩn bị cho một cuộc chiến thật sự mà thôi.
Tin tức cuối cùng mà mình bỏ sót: trong 24 giờ qua, quân đội Nga đã thực hiện một vài đợt tấn công nhắm vào khu vực lân cận Selidove với tên lửa Tornado S hoặc là Iskander. Họ đã thành công tiêu diệt một vài điểm đóng quân tạm thời của quân đội Ukraine cùng với các kho chứa đạn dược ở khu vực này. Và đó là tất cả thông tin trong video này. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc mọi người một ngày tốt lành.